phải đi qua bên Mỹ Mày Cầu đang đi phi trường sao nào đang đi lên Lan Cô với xong rồi đi phi trường. Ngày này là ngày 9 tháng 10. Châu Văn Chương sẽ tả tiền đi về Lan Cô cho chị Ken với chị Hiền. Nhớ nghe. Ai vậy? Anh em mình đâu đẹp rồi bê, đang đi lên tiệc đây hả? Tiệc ra, họ đi tiệc ra mời. Ồ, ngày này có tiệc á. Ngày đi tiệc tôi nở. Bye. Bye, bye Thanh. Chị về cái em đi nữa phải không? Em đi. Đi về cứ về gà một thì được, mới đi về chỗ đó mới nhảy xuống chờ đó đâu. Con đi lên là cũng chờ với con nhảy. Ừ. Đi nàng chơi nữa. Thôi mặc đồ.